Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Facebook cũng giống như kênh YouTube của Loa Màng Gỗ. Sáng hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đài đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đây chính là chiếc đài Victor RC-X70, một trong những cái mẫu đài cực kỳ hiếm và độc đáo. Anh em có thể thấy nhìn cái volume không? Đẹp cực kỳ luôn. Con này không những có cái ngoại hình rất là gấu và đẹp thì nó sở hữu cho mình một cái chất âm có thể nói là rất là hay luôn. Nếu mà dòng đài đĩa CD một cái dạng kiểu như này của thằng Victor thì con này được đánh giá cực kỳ chất lượng. Tại vì cái âm thanh từ bass chét cho nó của nó rất là hay. Đặc biệt tiếng bass nhé, tiếng bass của nó nghe thích, nó êm và nó nghe sâu phết đấy, không phải đơn giản. Nó có một cái lỗ thông hơi ở đây và anh em sẽ cảm nhận được cái hơi bass của nó đẩy ra. Đây là con này một con cảm giác rất là đặc biệt. Cái tiếp nữa là con này về nó có remote zin luôn. Đấy. Rất là tiện cho anh em khi sử dụng. Nhưng mà độc đáo nhất là theo em thấy thì nó chính là cái chiếc volume này và cái phần mở lắp của CD, nó làm thiết kế rất là đẹp, ấn tượng cực kỳ. Ngoài cái ấn tượng về cái ngoại hình thì cái chất âm của nó cũng rất là hay. Con này thì như anh em có thể thấy thì đây nó là cái volume của máy này. Đây là cái nút nguồn, chúng ta cho vào giữa thì nó sẽ mở nguồn. Ở đây thì nó sẽ có cái chức năng là cassette này, tuner, CD. Thì anh em sẽ sử dụng gạt qua gạt lại để chúng ta dùng. Đây là nút open mở cái lắp CD. Ở dưới này là hai cái phần của thằng cassette. Đó. Cassette con này nghe cực kỳ hay nha. Nói chung là con này về cái chất âm thì không thể chê được. Nghe từ tối hôm qua đến giờ nghe cực kỳ phê luôn. Nói chung là rất là hiếm có những cái con mà được như vậy. Bây giờ em sẽ mở lớn cho anh em nghe cái phần CD. Anh em có thể thấy này. Đấy, anh em thấy cái phần volume nó chạy đẹp không? Cực kỳ đông. Có ngủ say mùi hương bay còn vương trên bờ tóc từng cơn gió xa xôi về nghe tiếng chưa phôi còn ngỡ ngàng tình lá xanh mưa trong bóng những gì cho cuộc tình gì thôi anh hãy về thôi chỉ là hương phấn và ngất lệ cho nhau mai sau đời dẫm bờ sợ vào đây là anh em sẽ thấy ngay hãy âm thầm giọt lệ trên môi. Bây giờ em sẽ chuyển qua thằng cassette. Cassette chúng ta sẽ chuyển qua bên này. Phía bên này là bass chét này. Giờ sẽ mở cái. Tại sao ước ca bài ca sầu nhớ hương ngắm trong mơ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa. Anh em có thể thấy là con này nghe băng cassette hay lắm. Đừng trách tình riêng tôi. Ôi bao năm đã cách biệt. Anh xa đi vì lý tưởng. Thì lặng lẽ
chung là khi hàng về cũng không ngờ con này chất âm nó tốt như vậy. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mộng ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Phần tuner là đang để ở chế độ AM. Của lực lượng hải quan nơi đây, Tết Nguyên đán đang đến gần. Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, ngoài việc phối hợp với các lực lượng chức năng liên ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, kết luận đánh giá của hội đồng thì có hiệu lực khi được ít nhất 80% tổng số thành viên có mặt nhất trí, hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của hội đồng. Được thành công trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đến nay không thể không nhắc đến những chiến sĩ tiền tuyến ở Tổ quốc và ngày mai tươi sáng, dù biết trước mắt ta còn nhiều gian nan, hãy cam vị ngọt giúp bé giảm đau hạ sốt, không dùng cho người có mặc cảm với một trong các thực phẩm của thuốc dù bệnh khí hậu G6PD đã khiến dân sử dụng trước khi dùng. Con này tiếng hay không? Thời lượng dành cho chương trình FM Sức Khỏe hôm nay đến đây. Cảm ơn. Bộ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Bài tập nghe nhé. Nghe chất âm nó ấm lắm. Có một người bị đánh nên vì mục đích chung của Tổ quốc. Thưa quý vị,